sau khi hai cung thủ thi đấu 4 hiệp rất cân bằng nhau và có cùng tỷ số là 4-4. Hai cung thủ bước vào thi đấu hiệp 5 để quyết định ai sẽ giành tấm huy chương vàng môn bắn cung. Rất là căng thẳng cho hai cung thủ. Hiệp thứ 5 Garros bắn trước. Anh bắn mũi tên thứ nhất được 9 điểm. Tên thứ nhất vào vòng 8 điểm thấp hơn Garros 1 điểm. Đến lượt Garros bắn mũi tên thứ hai, rất nổi bật. Anh xuất sắc bắn vào vòng 10 điểm. Đến lượt bắn mũi tên thứ hai của Nepali, anh chịu rất nhiều áp lực nhưng anh cũng xuất sắc bắn vào vòng 10 điểm. Đến lượt mũi tên thứ ba. Rất hồi hộp và rất là tuyệt vời, anh bắn vào vòng 10 điểm. Xin chúc mừng anh đã có tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và chúc mừng đoàn thể thao Thổ Nhĩ Kỳ đã có tấm huy chương vàng đầu tiên.